Chào các bạn, hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem một cái món đồ chơi nữa. Đó là những cái quả banh mũ. Rồi mời các bạn xem chi tiết vào màn hình nhé. Thì đây các bạn, những cái quả banh này thì chức năng chơi nó cũng bình thường thôi các bạn. Thì khi các bạn mua về thì các bạn chỉ đổ ra, rồi con em chúng ta thấy nhiều màu sắc thì con em chúng ta chơi thôi. Phù hợp với những các bé mà dưới 12 tháng tuổi nha các bạn, hoặc là 24 tháng tuổi cũng rất là phù hợp. Thì con em chúng ta tắm trong thau này, khi các bạn đổ ra thì sản phẩm cũng rất là đẹp, làm cho con em chúng ta thích thú hơn khi tắm tắm ha. Thì ở đây mình nói như thế này, banh này mình đang review đó là cái quả banh là cái đường kính là 8,5 cm nha các bạn. Các bạn chú ý cho mình, tại vì banh có nhiều mẫu mã. Thì một cái túi lưới như vậy là nó sẽ vào cho mình, đóng gói cho mình là 50 trái đó, và nó bao gồm rất là nhiều màu sắc. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chia nhỏ ra để buôn bán ha. Thì như các bạn cũng biết á, thì một túi lưới là nó bao gồm 50 cái quả banh. Thì khi khách hàng mua rất là ngắn tiền, thì các bạn khi buôn bán á, thì các bạn phải chia nhỏ ra. Thì ở đây mình thường thấy ở ngoài thị trường á, thì các anh chị thường chia nhỏ là khi mua mua về thì một cái túi lưới như vậy là mình chia ra, là một chia ra thành những cái bịch ni lông nhỏ. Thì một bịch ni lông nhỏ vậy là bao gồm 5 trái, thì nó 5 màu sắc khác nhau. Thì những cái bọc ni lông này các bạn có thể gạt vào những cái khu vực chợ của địa phương mình á, hỏi thì chắc là có kích thước là 35 25 nha các bạn. Rồi các bạn tìm hiểu mà mua để về mình chia nhỏ mình bán nha. Và nó có một sợi dây thun nữa, rồi các bạn buộc ở trên đầu túm lại thì các bạn đi buôn bán thôi. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một sản phẩm mới nha. Xin cảm ơn rất nhiều.